nay đi chợ mua một ít đồ về làm nấu mâm cơm, làm đám giỗ cho ông xã. À, đám giỗ giỗ chay á, mình chỉ nào làm gọn thôi. Cuốn về bò kho, đây là thịt thịt mặn mình chay nha cả nhà. Ở đây là gỏi, gỏi ngó sen, đây là mắm xào tỏi. Bò kho ăn với bánh mì.